Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tiến Tai Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video về Mini World sinh tồn núi lửa tập thứ 5 nha mọi người. Ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ cái channel của mình. Ok đó mọi người, thì trong tập trước á mình đã xây được một cái ruộng gọi là siêu to khổng lồ luôn mọi người. Đó, mình đã thuần hóa em bò và gọi cho em bò đi cày đó mọi người. Đó, thành một cái ruộng siêu to khổng lồ luôn. Và trong thời gian hiện tại mình đã chế tạo mình đã triệu hồi một em đây là em buồn nhìn hay em gì đó, thì em này sẽ cho chúng ta khả năng sẽ khiến mấy cái gọi là mấy cái hạt giống này mọc nhanh hơn đó mọi người. Mình nhớ là vậy. Thì ok, thì trong thời gian nhớ tập mình chưa có treo máy nhiều đó mọi người, nên cái ruộng của mình gọi là chưa có mình chưa có trồng full hết cái ruộng của mình. Để bây giờ mình sẽ đi thu hoạch một vài cái đi. Đó, được cũng khá là nhiều đó mọi người. Ok đi trồng lại luôn. Ó, xịn sò con bò luôn mọi người. Và đây, ở đây nữa. Rồi, và bên này mình sẽ trồng lại hết nha mọi người. Đó, trồng cho nó full hết cái ruộng của mình luôn, cho nó đẹp đẹp luôn mọi người. Trong tập trước á, mình cũng để phù ma cho thanh kiếm của mình lên lại khá là bá đạo luôn. Và phù ma cho cây cúp titan của mình lên có thu thập chuẩn đó mọi người. Đó, bây giờ có thể thu thập được gọi là khá là nhiều đồ. Đó, thu thập được cả cái lá này luôn nè. Rất là xịn sò con bò luôn đó mọi người. Và ok, thì trong tập hôm nay á, mình sẽ dự định mình sẽ đi lên cái đảo bay nha mọi người. Đó, đi lên đảo bay khám phá ở trên đảo bay có gì thú vị không. Thì bản cập nhật này sẽ xuất hiện thêm cái anh gì để trao đổi đồ trên, anh thiên thần trao đổi đồ trên đảo bay đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lên đó mình xem thử trên đó có gì thú vị không nha mọi người. Ok và để bây giờ mình lên mình lấy đủ đồ cho ta. 64 stack đá đủ cho ta, thêm một stack đá nữa đi. Đó, và không biết còn đồ gì nữa không. Để mình nghĩ xem còn đồ gì mình mang đi nữa không ta. Ok mọi người, thì chắc đủ rồi đó. Mình mang ít đồ, mình đang hai stack đá là được rồi. Và ở bên kia có cái đảo bay thì qua bên đó xem thử, mình sẽ tìm cái đảo bay chỗ nào mà có cái nhà của anh thiên thần đó mọi người. Đó, và để bây giờ mình sẽ đi xem thử ở bên kia có không nha. Đó, mình thấy đảo bay ra bên kia kìa, hy vọng là mình tìm được nha mọi người. Và ở chỗ mình hồi sinh ở múc bên kia kìa, mình cũng thấy một cái đảo bay luôn, nhưng mà không biết ở đó có cái nhà của anh thiên thần hay không. Thì mình sẽ xem nhà có nhà trên đây không. À, thấy rồi kìa, thấy một cái rồi bên kia rồi kìa. Đó, mình thấy rồi. Và để bây giờ mình sẽ chèo lên luôn đi, bắt block lên nha mọi người. Ok, và mình sẽ có 64 cái, hy vọng là lên tới trên trên đây được. Và mình sẽ me chỗ nào vừa đủ. Đây đi. Đây, ở đây đi. Ok, bây giờ mình sẽ đè block bắt lên nha. Hy vọng là với hai stack đá củi thì mình có thể bắt lên được ở trên kia. Mình sẽ bắt ra bên này một tí xíu. Thêm một cái nữa đây. Và bây giờ mình sẽ bắt lên. Thiếu nữa à. Đây. Ủa nữa à, sao ra nhiều vậy. À đây là được rồi. Đó, và bây giờ mình đã lên được trên thiên đàng đó nhỏ ngồi trên đảo bay rồi. Và ở đây có một cái rương, mình sẽ xem thử cái rương này có gì. Cái rương này có hai cái cục, hai cái con chip. Đó, hai con chip này cũng khá là xịn đó mọi người. Bởi vì có hai con chip này tay mới gọi là vận hành được cái cỗ máy dịch chuyển đó mọi người, rất là xịn sò luôn. Đây, hình như là chúng ta có bốn cái này thì chúng ta sẽ gộp lại được cái này. Và cái con với hai con chip này ta phải chế tạo ra con chip lớn này mọi người. Chúng ta còn có titan, ngọc đen khổng tước hay với ngọc đá lam nữa. Ồ, và mình đã đủ hết rồi mọi người. Và ở trên này thì chúng ta sẽ có titan nha mọi người. Đó, lên đây đào titan luôn. Đó, và có mấy cái cục đá tấn công nữa. Ok, lượm luôn. Bởi vì mình cũng khá là cần mấy cục đá tấn công đó mọi người. Bởi vì mấy cục đá nó mình đi đào hang mà kiếm khá là ít luôn. Rồi, và mình sẽ trên đây có bao nhiêu đang có bao nhiêu khoáng sản gì thì mình sẽ lượm hết luôn nha mọi người. Đó, có titan khá là nhiều luôn. Thì thường thường trên đảo bay là nơi có nhiều titan nhất đó mọi người. À, đúng rồi, trên đảo bay còn có mấy em chim nữa kìa. Cái là buồn cười luôn. Đó, để vài bữa mình sẽ thu phục mấy em chim này nha mọi người. Và ok, thu thập hết titan luôn và xem thử anh dân làng này đổi gì. Anh dân làng anh này, anh thiên thần chứ nhầm, cứ nói là dân làng. Anh thiên thần này sẽ cho chúng ta đổi mấy em bướm đổi thành một ngôi sao. À, cái này là cục đá màu tím gì đó, đổi ra một cái ngôi sao. Và em này cho đổi cái cục để kích hoạt cái cỗ máy này mọi người. Bây giờ mình đổi ra cho này cho một cái luôn nha. Đó, đổi được 4 cái. Ok, cũng khá là xịn sò đó. Và bên này có titan nữa nè. Đó, đào hết titan luôn.
Và cái đảo, vùng đảo ngoài này cũng khá là rộng đó mọi người, múc bên kia nữa kìa. Ơ, và bên kia cũng có một cái đền nữa kìa. Ơ kìa, cái gọi là cái cốt thế giới này hơi bị xịn đúng không mọi người. Bên kia còn có đảo ngoài nữa, xịn thật sự. Và tí nữa mình sẽ xem đó, xem tử không, bên đó có gì xịn sò không, để mình qua bên đó mình chôm hết đồ mọi người, có titan hay gì mình lấy hết về mình nung lên đúng không mọi người. Ở bên kia thì có gì không? Bên kia có hai cục titan kìa, mình thấy hai cục titan bên kia rồi. Rồi đã, ui trời ơi, rớt cái cục đá tấn công luôn rồi, uổng thật sự. Rồi mình sẽ đi vòng vòng thử có cái gì thú vị không. À có cái cây đây là cây là cây hoa anh đào à, chứ mình tưởng cái này là coi cây ốc chó chứ. Và như ở cái đảo bay này không có cái hạt ốc chó sao đó mọi người. Ôi trời ơi, khá là buồn luôn. Mình còn hạt ốc chó để mình để thuần hóa em chim đó mọi người, mà ở đây không có rồi. Hình như là mấy cây này, cái hạt ốc chó mình cũng quên, mình quên đó, hình dạng ra sao rồi, đây phải không? Đây phải không ta? Ơ sao mình có được hay vậy? À nãy hình như mình lụm trong rương có hạt ốc chó hay sao á. Ồ, và bây giờ mình xem thử ở dưới này có gì không. Mình sợ nó giấu khoáng sản như này thì to, mà không có gì hết. Chắc bây giờ mình sẽ, từ từ, ở đây có cục đá tấn công nữa nè. Ok, được tấn công 3 luôn nè. Cục đá level 3 luôn, xịn xịn. Bên này là có titan, và tí nữa mình sẽ bắt qua bên kia nha mọi người. Đào cục titan này đạp, rồi mình sẽ bắt block qua bên kia để mình chôm hết đám titan luôn. Và bên kia, tí nữa mình sẽ qua bên kia luôn, mình xem thử bên đó có gì. Uầy, mấy em bướm này đẹp thật sự mọi người. Uầy, cái bướm này có khả năng làm cho cái hoa lớn lên à, xịn thế. Wow, xịn xò thật sự. Ui, ở đây có em gà nữa nè, gà đỏ. Và bây giờ mình sẽ bắt block qua bên kia nha mọi người, để lấy hết titan bên kia luôn. Ai, còn 13 cái, bắt qua luôn. Có mấy em chim mà phải thu phục bằng quả ốc chó nè mọi người. Thì vài bữa mình sẽ trồng cái ốc chó ở nhà để thu hoạch rất là nhiều quả ốc chó để gọi là làm cái farm ốc chó nè mọi người. Để vài bữa mình lên đây mình bắt mấy em chim và mình nuôi. Đó, và ok, nhảy qua luôn. Và bên này thì chúng ta có hai quả. Ồ, có cái này là cái gì ta? Tổ ong. Bây giờ mình đập cái tổ ong này ra thử. Ơ kìa. Ui, từ từ. À, đập ra tổ ong, có mấy em ong xuất hiện. Ơ kìa, mình chưa biết có mấy em ong này luôn á. À, do mình bỏ khá là lâu rồi nên chả biết có mấy em ong đó nữa mọi người. Và bây giờ mình tạm mình ăn đó, có gì không biết có gì ăn nữa. Ôi, chả có gì ăn luôn. Đó, bụng xỉu. Và bây giờ mình sẽ đập mấy cục titan này ra nha. Đó, ở đây nữa. Và được, bây giờ mình có thể xem được bao nhiêu cục rồi ta. Ui giời ơi, xém rớt và mình được 9 cục titan rồi mọi người. Wow, rất là xịn sò luôn. Và bao nhiêu giờ rồi ta? Giờ mình đi ngủ được rồi nè mọi người. Đó, ngủ để có hồi lại sức lực cho mình, để mình còn có thể chạy nhanh được. Chứ bây giờ mình hết năng lượng rồi. Mình ngủ thêm một tí xíu nữa để cho nó hồi nhanh lại cái năng lượng và cái máu. Ok, như vậy là đủ rồi đó. Và đọc cái này ra và xem thử ở đây còn cái gì nữa không. Bên kia thì còn mấy cái đảo nhỏ. Để tí nữa mình sẽ bắt qua luôn nha mọi người. Còn bên này thì cái này có gì không? Cái em nhện này thì em nhện vui hết rồi mọi người. Bây giờ chắc bây giờ mình sẽ bắt qua bên kia lần. Mình sẽ giết vài em chim này. Ô kìa, mình sẽ canh giết mình sẽ là giết vài em chim nha mọi người. Tiêu diệt vài em chim để mình lấy mấy cọng lông. Vài bữa mình chế tạo vài thứ khá là quan trọng. Còn bây giờ mình để bây giờ mình bắt qua bên kia thử bên kia có gì hot không. Hay là mình nhảy xuống xong mình trèo lên bên kia ta. Từ từ, để bây giờ mình qua bên đây mình giết thêm mấy em chim nữa mọi người. 1 hour later. Ôi, rồi ra lông chim rồi nè mọi người. Nãy giờ đánh khá là nhiều em chim luôn, và ra cuối cùng cũng ra được một lông chim rồi. Ok, xịn sò. Nhưng mà mình cần tìm hơn, bởi vì cái đồ làm bằng lông chim này khá là dễ vỡ, khá là dễ hư đó mọi người. Đố mọi người biết đồ chế tạo bằng lông chim là gì nha mọi người. Đó, đố mọi người luôn. Ai biết thì để lại bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ mình sẽ đến đây farm thêm tí em chim ở đây. Ok, không bắt được kìa. Cái thật sự nãy giờ mình farm được 5-6 em rồi đó mọi người, nhưng mà mới ra được một cái lông à. Trời ơi, giờ em này không tới tới rồi. Ủa, thêm được một lông chim nữa rồi, hai lông chim rồi. Từ, mình thử mình giết được em này không. Ôi, giời ơi, không được mọi người.
này khó chịu, em này khó chịu rồi. Được hai đồng chim cũng khá là ổn. Ok, tưởng mình đánh trúng rồi chứ. Ok, mình là cái thêm đồng chim trước mặt này. Bây giờ mình đây rồi giết được rồi đó. Ôi không có đồng chim. À, có đồng chim không? À đây em bướm, cứ tưởng là nhầm là em chim không. Thêm chắc là đủ rồi mọi người. Cứ nghe tiếng chip chip lại đây đây. Ui giời ơi, không được. Phải chờ cái em này tới gần mình. À đây như em này nè. Ui giời ơi, không được. Kìa. Phải bình tĩnh lại. À đây có mấy em gần đây nè mọi người. Đó, và em từ từ mình sẽ bước đi chậm lại và chờ em đó bay tới mặt mình chém thôi. Đó, mình chờ cơ hội đó mọi người. Ui, thêm một lông nữa nè. Thế là ba lông rồi. Ok, chắc vậy là đủ rồi mọi người. Mình đứng nãy giờ cũng khá là lâu luôn rồi. Chả mình farm được mới có ba lông mà khá là... Từ từ em này nữa. Rồi rồi, chết đi. Được 4 lông. Ok, xỉn thật sự. Và để bây giờ mình sẽ bắt block qua kia để mình là đào hết, kiếm hết các nguyên liệu nha mọi người. Từ từ để bây giờ nhảy xuống đây cái. Đây, đứng xuống cái này nè, sẽ cho mình khả năng rơi chậm đó mọi người. Đó, rơi không chết luôn, may thật sự. Đó, cái này là hiểu gì? Gì? Cái gì bước chân nhẹ nhàng cái gì? Chả biết, để chả biết tên của hiệu ứng này nữa. Nhưng mà nói chung là rớt xuống một cỡ rồi giảm sát thương đó mọi người. Và để bây giờ mình sẽ bắt lên cái... tự bắt lên cái đại cái gì ta, mình quên tên rồi. Bắt lên cái đảo bay nữa nha mọi người. Ôi trời ơi, và ok, bắt lên đó, bắt block lên. Không biết còn mình còn đúng một stack đá, không biết là có lên tới nơi không nữa. Là tới nơi rồi nè, may quá là còn đủ nha mọi người. Đây rồi, lên thêm một block nữa đi. Đây, ra ngồi một tí xíu. Ok. Và ở đây có... Ui! Ở đây là một cái thiên đường double luôn, thiên đường sinh đôi luôn kìa. Kìa, xịn thật sự mọi người. Không ngờ đây có cả thiên đường sinh đôi luôn. Bá đạo thật sự. Ui giời ơi. Ui! Bên kia lại có nữa à. Gì mà ảo thế ta? Phải không? Ở bên kia lại có thêm một cái nữa không? Kìa, đây là thiên đường gấp 4 à. Thiên đường sinh 4 à. Ok, cái đây cái một cái thiên đường dính đôi này mọi người. Ok, xịn thật sự. Và lượm hết cái này vô nha. Đó, anh này bán gì không? Anh này không bán. Anh này đổi 20 cái cục này ra sao nè. Cũng hợp lý, cô lấy vài bữa mình lên đổi với anh này. Còn anh này bán đổi gì không? Anh này ui. Anh này bán cái này nguyên con nguyên si luôn. Ok, cái mảnh con diếp này y đúc luôn mọi người. Xịn. Ok, xịn thật sự luôn á. Và ok, dưới này thì là khu vực rừng mưa tiếp. Anh này có cái đảo sinh đôi dính đôi luôn nè. Nhìn ngầu thật sự. Ui, không, hay là mình hơn ta. Mình hơn thật sự. Tự nhiên phát hiện ra một cái đảo sinh đôi luôn. Xin thật sự. Vậy đó, bây giờ mình sẽ đào hết mấy cục titan này ra luôn. Bên kia còn có thêm một cái đảo bay nữa mọi người. Đó, cũng không biết là mình do mình may mắn hay sao nữa mà mình kiếm được gọi là khá là nhiều thứ luôn. Gọi là tìm thấy được đảo sinh đôi luôn mà đảo hơi bị xịn xò con bò luôn đó mọi người. Và để bây giờ mình đào hết cái đám titan rồi nha. Chắc hôm nay mình cũng gọi là đào được nhiều titan đó mọi người. Họ được 13 cục titan. Ok xịn. Ok đó. Ôi, em này nhảy vô mình xong được thêm một cái lông nữa. Xịn thật sự. Về bên này. Cái này là quả ốc chó đúng không? Đúng rồi, đây là quả ốc chó nè mọi người. Đó, đào mấy cái quả ốc chó này ra, hạt ốc chó để mình về vài bữa về mình trồng mọi người. Thật em này. Rồi, và mình sẽ nghe coi thử anh này bán gì. Này chả bán gì hết. Và ở đây có thêm cục titan nữa. Đào cục titan ra luôn nha mọi người. Và tại được 14 cục titan rất là xịn luôn. Ở bên kia cũng có nữa phải không? Đúng rồi, bên kia cũng có nè. Phải cẩn thận không để bỏ quên lúc nào là uổng lắm đó mọi người. Đó, được 15 cục. Và bên kia có thêm một cái đảo bay nữa nè. Để bây giờ mình ghé qua đó đi. Hiện tại thì mình còn 12 cục 12 cục đá thôi. Thiếu rồi mọi người. Và để bây giờ mình sẽ mình nghĩ xem ở này có cái gì mình đào được không. Ở này có cái mấy cục thanh gỗ này. Để bây giờ mình đào chặt hết gỗ ra, mình đổi thành block, mình bắt bên đó luôn nha mọi người. Ok, được bao nhiêu cái cũng hy vọng là đủ đi. Rồi được được bao nhiêu cái ta, được 9 9 với 12, đủ qua bên kia không? Chắc mình nghĩ không đủ đâu. Để bây giờ mình có cái xẻng này.
mình có mấy cái cọng lá mà quên chứ. Mình có thể bắt nó qua bằng lá nữa. Ôi kìa, sao mình lại quên được chứ. Và bây giờ mình sẽ bắt qua bên xem thử bên kia là cái đảo bay tiếp theo. Đảo bay có cái nơi gọi là cái là cái gì ta? Cái đền thờ à? Mình chả biết cái đó gọi là cái gì nữa. Ui 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 ui, trời ơi. Tự nhiên chết on ghê. Thấy cái bạch xuống chết luôn kìa. Ôi, ở kia cũng có thêm một cái nữa kìa. Hình như là siêu đảo bay hay sao á. Ở kìa, siêu đảo bay hay sao rồi. Toàn gặp toàn là đảo bay thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt bằng lá đi lên nha mọi người. Đó, ui, mình gặp thêm một cái đảo bay nữa. Không ngờ là mình may mắn như thế luôn mọi người. Đó, bây giờ mình bắt qua đây mình đào ít cục đá để... Ui, lại nữa. Xém ngủm củ tẻo nữa rồi mọi người. Đây mình sẽ đập lên đây và mình sẽ bắt block lên đập đi lên như thế này. Rồi xém ngụm củ tẻo luôn rồi, sợ thật sự luôn á. Ok, bắt lên. Ở đây thì có thêm cái rương nữa và được. Ui, cái vòng ho này làm được gì ta? Đó, bây giờ mình sẽ quăng vài thứ ra đi. Quăng cái ho này ra nè, quăng cái nào nữa ta? Quăng ở cái hạt này là hạt gì? Hạt cây gì đây? Hạt cây gì đây? Hạt cây gỗ đỏ thì mình không cần. Ok, và bây giờ anh này đổi gì? Ui, anh này đổi gì? Anh này đổi viên đá gì đó mình chả biết nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi lượm mấy cục titan nữa mọi người. Hôm nay quả thật là một ngày gọi là bội thu với khá là nhiều titan và khá là nhiều cái đền thờ. Cái này gọi là đền thờ phải không ta? Mình chả biết cái này gọi là gì nữa. Nói chung là một cái gọi là siêu siêu đảo bay hay gì? Siêu đảo bay hay sao? Thôi đặt đó là siêu đảo bay bởi vì nó có nhiều đảo bay đó mọi người. Ui đó, ui giời ơi. Và bây giờ mình sẽ lượm cục titan. Cái cục titan này hơi nguy hiểm rồi nha, hy vọng là mình đừng nó đừng có rớt xuống dưới. Chưa gì nó đã rớt rồi mọi người, cay thật sự. Và ok, lượm được một cục titan và còn titan nữa không? À đây đây, có thêm một cục titan nữa này. Và tí nữa qua bên kia mình lượm thêm titan xem. Ôi, cái này có titan 4 luôn nè, 4 cục titan dính chùm. Ok, xịn thế ta. Và bây giờ mình sẽ đào hết những khối titan ở đây luôn. Và đây nữa, đây nữa. Ok, một ngày gọi là bội thu nha mọi người. Và chắc tí nữa mình sẽ không biết là còn cái đảo bay như thế này nữa không ta. Mình mà gặp đảo bay nữa, mình gặp như thế này nó là xịn lắm á. Không ngờ cái đó là hơi bị may mắn đó mọi người. Và nghĩ nghĩ có thử còn không, còn titan không. Ồ, và hết titan rồi, và trong này còn còn đồ không? Hết đồ rồi. Cái vòng ho này để làm gì vậy? Ui, cái vòng đội ho này để có tác dụng gì mọi người? Cái vòng ho đó có tác dụng gì vậy? Không biết luôn á. Và bây giờ mình sẽ bắt block qua bên kia nha mọi người. Và chúng ta còn block cát nè, block đất nè. Chạy qua bên kia. Ui giời ơi. Nữa, lại nữa. Lại té cái chạch xuống rồi mọi người. Và ở trên này chúng ta lại có thêm một cái đảo bay nữa rồi. Và thôi kệ, vài bữa khi nào mình cần thì mình sẽ lên mình lấy thêm titan, chứ bây giờ mình cũng có khá là nhiều titan rồi. Chắc bây giờ mình đi về mình chế tạo vài thứ không là được rồi mọi người, không cần đi đào thêm nữa đâu. Và đừng nói bên kia có thêm đảo bay nữa này là tôi là cái ship này hơi bị xịn sò luôn đó mọi người, phải không đó, bên đó đừng có phải là đảo bay đi nha. Nó mà là đảo bay nó là cái thế giới này hơi bị ảo lòi luôn đó mọi người. Ok, chắc là cái Lucky không phải đâu. Ok, vậy đó bây giờ mình sẽ đi về nha mọi người. Ok mọi người, thì mình đã về tới nhà và mình đang cho nung cái số titan nha mọi người. Và bây giờ hiện tại mình được được khá là nhiều titan luôn, 45 cục titan. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ gọi là chế tạo hai món vũ khí là mới mới cập nhập, đó là hai món vũ khí mới cập nhập của đồ titan, đó là cái gì ta, cái rìu titan, lộc cái búa titan và cái lưỡi liềm nha mọi người. Cái lưỡi liềm đầu lưỡi liềm của thằng chết đó mọi người, đó mình hay gọi là dạ lưỡi liềm của thằng chết. Về đâu rồi ta, sao mình tự nhiên mình mất tiêu cái hai cái đó. Đây 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 rồi, chính là cái búa titan và cái lưỡi liềm titan. Thì chúng ta thiếu hiện tại thì mình thiếu ngọc đá lam. Đá lam thì mình không có thiếu, mình có khá là nhiều. Và bây giờ mình sẽ chế tạo cái lưỡi liềm và cái búa titan nha mọi người. Và ở đây có cái vòng ho này mình cũng chưa hiểu tác dụng của nó lắm. Và đến bây giờ mình sẽ chế tạo cái lưỡi liềm, và tiếp theo là chế tạo cây búa titan đỏ một cặp, là
vũ khí mới xuất hiện ở trong bản cập nhật này đó mọi người. Đó thì chúng ta sẽ có được một cái lưỡi liềm và một cái búa nha mọi người. Đó, xịn sò không bỏ chưa. Và hai cái đồ này thì chúng ta sẽ có hai cái hiệu ứng khác nhau. Cái búa thì chúng ta có 30 sát thương thôi, nhưng mà chúng ta có khả năng gọi là hất tung đó mọi người. Còn cái liềm này thì chúng ta có được 40 sát thương, nhưng mà có một cái skill gọi là chém quét thôi, như cái kiếm, nhưng mà không có gọi là không có là chúng ta bay tới. Hồi này bây giờ mình sẽ vận cho mọi người xem nha. Đó, quét lên một đường và nó đánh ra được 40 sát thương nha mọi người. Và sao tỉnh nãy nó đánh ra được 41 hay chúng ta cũng chả hiểu nữa. Và với cây búa thì chúng ta có khả năng chúng ta đánh được 30 sát thương, 32 sát thương, và chúng ta có khả năng hất tung như thế này nha mọi người. Thắng gọi là cái búa này chúng ta đánh gọi là đánh diện rộng nè mọi người. Còn với cái liềm thì chúng ta đánh đơn mục tiêu cũng khá là ổn áp. Nhưng mà để bây giờ mình đánh em này thử. Đó, nhưng mà bây giờ mình đã có cái kiếm kim cương siêu VIP Pro này rồi, nên mình cũng gọi là hai vũ khí này cũng không có thực sự là xịn sò lắm, nhưng mà mình sẽ chế tạo bởi vì nó xịn nha mọi người. Và để bây giờ mình sẽ làm mấy cái khung sẽ chế tạo mấy khung cửa đó mọi người, cái khung để treo đồ đó, để mình treo những món đồ này lên, bởi vì mình có cái kiếm cũng khá là xịn rồi nên mình cũng không cần sử dụng mấy cái đồ đó nha mọi người. Đó, chúng ta có được hai cái khung, và bây giờ mình sẽ đem lên mình treo lên trang trí cho căn nhà của mình. Treo đâu cho đẹp ta? Hiện tại thì mình treo ở đây đi. Đó, một cây liềm titan và một cây búa titan. Đó, nhìn ngầu chưa? Ngầu thật sự luôn. Và hình như là không biết là đồ cái giáp titan có xịn hơn cái giáp sắt không nữa, hình như là xịn hơn đó mọi người. Chắc bây giờ mình sẽ hiện tại mình có 433 cục à, trong này còn nhiêu nữa, 26 cục. Chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một bộ giáp titan luôn đi. Đó, và để bây giờ mình sẽ giáp titan thì cần gì ta? Giáp titan thì chúng ta hình như cần thêm da đó mọi người. Để mình xem giáp titan cực kỳ ngầu. Ồ, đây là giáp sắt mà. À, đây giáp titan chứ mình nhầm. Giáp titan thì chúng ta cần sắt và da. Da thì mình còn không ta? Da mình có dư luôn mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ chế tạo một bộ giáp titan này. Đầu tiên là chúng ta đây là một cái gì? Cái mũ titan rồi, cái áo bằng titan, cái quần titan, và cuối cùng là đôi giày bằng titan. Hết xin. Và đến bây giờ mình sẽ làm 6 cái 6 cái gì ta? 6 4 cái giá treo như lúc nãy nè mọi người. Đây cái giá treo đâu ta? Đây, mình sẽ làm 4 cái để mình trang trí cho căn nhà của mình bằng một bộ giáp sắt nè mọi người. Treo ở đâu ra cho đẹp ta? Đây, mình sẽ làm như thế này. Và mình sẽ để xem thử chỗ nào để treo cái bộ giáp sắt này cho đẹp ta. Bộ giáp sắt này thì để ở đâu đây? Để ở đây luôn à? Không, mình thấy để đó không đẹp mọi người. Mình sẽ nghĩ xem thử đó, bỏ chỗ nào sẽ đẹp hơn. Bỏ chính giữa này à? Mình sẽ từ hay là mình sẽ đặt như thế này? Ở tự sao tự nhiên lại đặt như thế? Đây, đặt như thế này. Mình sẽ lấy cái liềm này ra đó, và mình sẽ ok gì vậy, cần đặt lên cái này trước đã. Đây mình sẽ trang ok kia sao cái kia quay được không ta? Không được luôn rồi đó, và mình sẽ đặt cái này xuống. Ok sao cái gì nữa, sao mình cứ bị lắc hết ta? Đây cái quần để này, đôi giày để ở đây đó. Nhưng mà mấy cái này nhìn theo kiểu vậy có chứ không có nhìn được trải thẳng trực diện, nó nhìn khá là kỳ cục luôn. Ơ kìa, thôi mình treo đại nó đi đó cho nó đẹp một tí xíu. Thôi mình sẽ đập cái búa này ra luôn và đặt như thế này, và bữa mình sẽ chế tạo một bộ giáp gì đó, và bữa nữa mình có bộ giáp kim cương mình sẽ đặt bộ giáp titan ở hướng này. Đó, nhìn ngầu chứ mọi người, nhìn ngầu lo liền. À, và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái con chip nha. Đó, con chip này để trong tập sau mình đi lên vũ trụ mình kiếm vài thứ nha mọi người. Con chip thì chúng ta cần đá lam, emerald, cái này là gì ta? Ngọc lục, ngọc gì đó, chả biết đọc tên ngọc này ngọc gì nữa. Và hình như là đủ đúng không? Đủ chế tạo con chip rồi đúng không mọi người? Và chúng ta sẽ có con chip còn chế tạo bởi gì ta? À đây rồi, à thiếu một con chip. Để con chip mình quăng ở đâu ta? Quăng trong này hay sao á? Không phải, quăng chỗ này. Đây rồi. Và đủ rồi mọi người. Và chúng ta có một con chip hoàn thiện. Đó, và mình sẽ chết. Mình có đủ 4 block này nữa rồi. Thì trong tập sau á, mình sẽ dùng con chip này để đi lên vũ trụ nha mọi người. Còn tập này thì mình chưa lên đâu. Tập này thì mình sẽ
Đi khám phá chủ yếu là khám phá cái đảo bay thôi. Và ok mọi người, thì chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Thì trong tập này mình gọi là kiếm được khá là nhiều đồ luôn, khá là nhiều titan, và gọi là mình đi tìm được một vùng đất luôn nè, rồi siêu đảo bay à, siêu đảo bay thôi đó, toàn là mấy cái đền thờ không mọi người, khá là nhiều luôn, khoảng 3-5 cái luôn hay sao đó, 5 và có 2 cái dính chùm lại luôn, khá là xịn sò đó, một khá là xịn luôn. Còn có vài bạn hỏi mình là xin cái seed của mình á, xin cái hạt giống của mình á, thì mình sẽ để cái mã ở dưới phần mô tả nha mọi người. Còn ok mọi người nhớ nhấn like, nhấn chia sẻ và nhấn đăng ký để ủng hộ mình nha, đó là động lực để cho mình làm những cái video tiếp theo đó mọi người. Còn bây giờ ok, tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha, bye.